Emily kính chào tái ngộ quý ông bà, cô bác, anh chị em trong chương trình Thời sự Hoa Kỳ ngày 6 tháng 12 năm 2023 do đội ngũ ban biên tập Epoch Times thực hiện. Kính chúc quý khán thính giả luôn được bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Trong bản tin ngày hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Tổng thống Ukraine hủy phát biểu trước Thượng nghị sĩ Mỹ vào phút chót. Tin chấn động nước Mỹ, giám đốc FBI bất ngờ đầu thú nhận tội giúp Biden can thiệp bầu cử. Một cựu đại sứ Hoa Kỳ bị buộc làm gián điệp bí mật cho Cuba trong 40 năm. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, lãnh đạo phe đa số Thượng viện George Schumer cho biết, Tổng thống Ukraine Zelensky đã hủy bài phát biểu qua video trước các thượng nghị sĩ Mỹ vào phút chót. Ông Schumer cho biết, ông Zelensky không thể tham dự cuộc họp của chúng ta, có vấn đề xảy ra vào phút chót. Trước đó, vào ngày 4 tháng 12, ông Schumer cho biết, chính phủ Mỹ đã mời Tổng thống Zelensky phát biểu trước các thượng nghị sĩ trong một cuộc họp kín về việc phân bổ kinh phí để viện trợ bổ sung cho Ukraine. Vào cùng ngày, người đứng đầu văn phòng ngân sách Mỹ Salanda Yong đã gửi thư cho các nghị sĩ Mỹ cảnh báo rằng, Washington sẽ hết tiền để hỗ trợ Ukraine vào cuối năm nay, trừ khi các nghị sĩ thông qua gói mà Tòa Bạch Ốc đưa ra. Hồi tháng 10, chính quyền Mỹ đã yêu cầu Quốc hội dành quỹ ngân sách bổ sung cho năm tài chính 2024 bắt đầu ở Mỹ vào ngày 1 tháng 10 để hỗ trợ Israel và Ukraine. Tổng cộng, Mỹ có kế hoạch chi khoảng 106 tỷ đô la Mỹ cho những mục đích này. Một số thành viên đảng Cộng hòa ở Hạ viện và Thượng viện đã lên tiếng phản đối việc tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Kiev. Tờ Politico hôm ngày 4 tháng 12 cho biết, cuộc bỏ phiếu của Thượng viện về việc hỗ trợ Kiev dự kiến diễn ra vào ngày 6 tháng 12, có khả năng thất bại do quan điểm của đảng Cộng hòa. Tin chấn động nước Mỹ, giám đốc FBI bất ngờ đầu thú nhận tội giúp Biden can thiệp bầu cử. Quý vị thân mến, nghiệp quốc Joe Biden, trong phiên điều trần quan trọng hôm nay giám đốc fbi christopher gray đã phải đối mặt với sự chất vấn gây gắt từ các thành viên ủy ban tư pháp thượng viện về khả năng đổi mới các quyền giám sát quan trọng theo đạo luật giám sát tình báo nước ngoài fisa những quyền lực này được cho là rất quan trọng đối với các hoạt động an ninh quốc gia của Cục, nhưng gây tranh cãi vì sự vi phạm quá mức của chúng sẽ hết hạn vào tháng này trong bối cảnh đang có cuộc tranh luận sổ nổi về quyền riêng tư và sự giám sát của chính phủ. Thưa quý vị, Thượng nghị sĩ Kennedy đã hướng cuộc thảo luận sang một chủ đề gây tranh cãi hơn, việc FBI xử lý máy tính sách tay của Hunter Biden. Thượng nghị sĩ Kennedy hỏi, tại sao FBI không nói, này chiếc máy tính sách tay là hàng thật? sao ông không nói cho mọi người biết chiếc laptop đó là hàng thật chúng tôi không xác nhận những gì trên đó nhưng nó có thật đây không phải là hư cấu kennedy tiếp tục bạn là fbi bạn không phải là thành viên của tòa bạch ốc và của bộ an ninh nội địa bạn không được phép làm chính trị bạn có thấy tất cả những tranh cãi này đang diễn ra hay không tại sao fbi không nói hết giờ rồi các bạn chúng ta chưa đi đến giữa vấn đề này nhưng chiếc máy tính sách tay là có thật Giám đốc FBI Chris Ray trả lời rằng, mục đích của họ là tránh can thiệp vào cuộc bầu cử. Wray giải thích, chúng tôi phải rất cẩn thận về những gì chúng tôi có thể nói, đặc biệt là vào giữa mùa bầu cử. Đây là một lời nói dối trắng trợn, một báo cáo của Ủy ban Tài chính và Tài chính Hạ viện đã trình bày chi tiết, kiến thức của FBI và xác minh tính xác thực của chiếc máy tính sát tay trước thời kỳ bầu cử đầy tranh cãi. Báo cáo khẳng định văn phòng đã xác minh chiếc máy tính sách tay của Hunter Biden ngay từ tháng 11 năm 2019. FBI đã tịch thu chiếc máy tính sách tay của Mark Isad vào tháng 12 năm 2019 theo thẩm quyền của trác đòi hầu tòa do đại bồi thẩm đoàn Wilmington ban hành. Trong báo cáo, ủy ban đã bao gồm phần này. Vào tháng 10 năm 2019, FBI biết được rằng một cửa hàng sửa chữa có một chiếc máy tính sách tay của Hunter Biden và một chiếc máy tính sách tay đó có thể chứa bằng chứng phạm tội. FBI đã xác minh tính xác thực của nó vào tháng 11 năm 2019 bằng cách đối chiếu số thiết bị với ID iCloud Apple của Hunter Biden. Ray vừa tuyên thệ thừa nhận rằng FBI đã cố tình cho phép trò lừa bịp máy tính sách tay lại giả tiếp tục diễn ra trong cuộc luận tội Tổng thống Trump đầu tiên về một cuộc điện thoại Ukraine đề cập đến Hunter Biden, và sau đó trong chu kỳ bầu cử năm 2020 bằng cách giữ im lặng. Trish Bray và FBI không nói gì cả, làm thế nào mà điều đó không can thiệp vào một cuộc bầu cử. Tuy nhiên, có vẻ như là các quan chức này không phản đối khi 50 chuyên gia tình báo gắn cho tình huống này là sự tuyên truyền của Nga và không sửa chữa được điều đó. Nhớ lại vào tháng 10 năm 2020, chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử tổng thống, năm cựu quan chức tình báo đã ký và công bố một lá thư chỉ trích một cách vô căn cứ nội dung trong chiếc máy tính sách tay từ địa ngục của Hunter, có tất cả những đặc điểm kinh điển của một hoạt động thông tin của Nga. Bức thư lừa đảo này đã được ứng cử viên lúc đó là Joe Biden sử dụng trong các cuộc tranh luận tổng thống khi ông trích dẫn bức thư bác bỏ nội dung trong máy tính sách tay là nội dung tuyên truyền của Nga phải ngồi tu vì can thiệp bầu cử. Một cựu đại sứ Hoa Kỳ bị buộc tội làm gián điệp bí mật cho Cuba trong 40 năm. Thưa quý vị, tổng trưởng lý Morris Garland đã gọi đây là một trong những vụ thâm nhập có quy mô lớn nhất và lâu dài nhất mà chính phủ Hoa Kỳ từng gặp phải. Một nhân viên đã về hưu của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ từng làm việc trong hội đồng an ninh quốc gia và từng là một đại sứ đã bị bắt vì phạm nhiều tội danh liên bang sau khi bị cáo buộc làm gián điệp cho chính quyền Cuba trong nhiều thập niên. Theo bộ Tư pháp, thì các công tố viên liên bang tại Miami, Florida đã buộc tội cựu nhân viên ngoại giao Hoa Kỳ Victor Manuel Rocha. 73 tuổi với 3 vi phạm liên bang chính, âm mưu hoạt động như một đặc vụ của một chính phủ ngoại quốc mà không thông báo trước cho tổng trưởng lý, hoạt động như một đặc vụ của một chính phủ ngoại quốc mà không thông báo trước cho tổng trưởng lý và sử dụng sổ thông hành có được bằng cách khai báo sai sự thật. Ngày 4 tháng 12, ông này bị buộc tội tại một tòa án liên bang ở Miami. Tổng trưởng lý Maurice Garland gọi đây là một trong những vụ xâm nhập có quy mô lớn nhất và lâu dài nhất của một đặc vụ ngoại quốc vào chính phủ Hoa Kỳ trong lịch sử. Chúng tôi cáo buộc rằng trong hơn 40 năm, ông Victor Manuel Rocha đã làm việc với tư cách là một đại diện của chính quyền Cuba, tìm kiếm và đạt được các vị trí trong chính phủ Hoa Kỳ để giúp ông ấy có quyền tiếp cận thông tin công khai và khả năng tác động đến chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Văn phòng địa phương FBI tại Miami đã điều tra vụ án với sự phối hợp của Cơ quan An ninh Ngoại giao của Bộ Ngoại giao và Văn phòng địa phương FBI tại Hoa Thịnh Đốn. Một đơn kiện hình sự được đệ trình hôm ngày 1 tháng 12 cáo buộc rằng ông Victor Manuel Rocha, gốc người Colombia, nhập tịch Hoa Kỳ vào năm 1978 và đến năm 1981 thì bắt đầu bí mật hoạt động với tư cách là một đặc vụ ngầm cho Tổng cục Tình báo Cuba. Đơn kiện còn cáo buộc rằng để mở rộng vai trò gián điệp cho Cộng sản Cuba, ông Rocha đã nộp đơn xin việc và nhận được việc làm tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ từ năm 1981 đến năm 2022 ở những vị trí cho phép ông tiếp cận thông tin mật. Bộ Tư pháp còn cho biết ông Rocha đã tiếp tục tham gia vào các hoạt động khác nhằm trợ giúp các cơ quan tình báo của Cuba sau thời gian làm việc tại Bộ Ngoại giao từ năm 2000 đến năm 2002 với tư cách là đại sứ Hoa Kỳ tại Bolivia cụ thể là từ khoảng năm 2006 cho đến khoảng năm 2012, ông làm cố vấn cho tổng tư lệnh của Bộ Tư lệnh miền Nam Hoa Kỳ, một bộ chỉ huy quân sự có khu vực chịu trách nhiệm bao gồm Cuba, Việc bắt giữ ông đã thu hút sự chú ý ở Bolivia, nơi ông được biết đến với bình luận gây tranh cãi vào 4 ngày trước thêm cuộc tổng tuyển cử năm 2022 của nước này, khiến cựu tổng thống theo chủ nghĩa xã hội Evo Morales, nhà lãnh đạo liên minh những người trồng cây coca trở nên nổi tiếng trên toàn quốc. Vào thời điểm đó, thì ông Rocha đã khuyên người dân Bolivia không nên bỏ phiếu cho ông Morales, người gần như không có tiếng tạm gì. Ông Morales tiếp tục giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tiếp theo đó vào năm 2005 và mới từ chức gần đây vào năm 2019. Theo đơn kiện hình sự, ông Rocha bí mật làm đặc vụ cho Cuba để bảo vệ bản thân và những người khác, đồng thời khiến bản thân có cơ hội tham gia vào các hoạt động ngầm khác ông Rocha đã cung cấp thông tin giả và sai lệch cho Hoa Kỳ để duy trì sứ mệnh ngầm của mình, ra khỏi Hoa Kỳ để gặp các đặc vụ tình báo Cuba và đưa ra những tuyên bố giả và sai lệch để có được giấy tờ thông hành, đơn kiện viết. Sau hơn 40 năm giữ bí mật với chính phủ Hoa Kỳ về các hoạt động của mình, dường như ông Rocha đã bị bắt bởi một đặc vụ FBI hoạt động ngầm, ngụy trang là một đại diện Tổng cục Tình báo Cuba. Thưa quý vị, trong một loạt cuộc họp vào năm 2022 và năm 2023, có cáo buộc rằng ông Rocha đã nhiều lần tuyên bố thừa nhận hàng nhiều thập niên đã làm việc cho Cuba kéo dài hơn 40 năm. Còn có cáo buộc rằng ông từng gọi Hoa Kỳ là kẻ thù và sử dụng từ chúng tôi để mô tả bản thân ông và Cuba. Ở giai đoạn này, đơn kiện hình sự chỉ là một sự cáo buộc và với các giá trị của hệ thống tư pháp Hoa Kỳ, một người được xem là vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội trước tòa mà không còn bất cứ nghi ngờ hợp lý nào. Cuối cùng thêm một lời kết, Emily và cộng sự rất mong quý ông bà, cô chú và các anh chị em bấm like và chia sẻ video này tới bạn bè và người thân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo được phát sóng hàng ngày trên kênh VTV e Time kính chúc quý khán thính giả một ngày mới tràn đầy năng lượng và bình an